Hết năm 2023, Lào Cai là tỉnh nằm trong top những tỉnh thành phố trong cả nước, có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã thực hiện giải ngân hơn 5.979 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch vốn trung ương giao. Để đạt được kết quả này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các ban chuyên ngành và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nghị quyết của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thường xuyên giả soát đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023.